Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Công an huyện Ý Yên triệt xóa thành công một bon ke ma túy tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, bắt giữ hai vợ chồng đối tượng Ngô Đức Thắng và Hà Thị Hoa, cùng sinh năm 1978. Hai đối tượng Ngô Đức Thắng và Hà Thị Hoa đã biến nhà ở của mình tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định thành bon ke ma túy với tường rào kiên cố. Camera giám sát được lắp đặt tại cổng và xung quanh nhà. Cửa nhà luôn được khóa cẩn thận. Ma túy được các đối tượng bán qua một ô cửa nhỏ. Bắt quả tang, khám xét khẩn cấp tụ điểm ma túy của vợ chồng Thắng, lực lượng công an phát hiện thu giữ 136 tép heroin, 30 gram ma túy đá, 2 khẩu súng, hàng trăm viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng.